Ban gì em? Vâng, trận thi đấu tiếp theo ở trong C3, Pan và Baby. Pan đến từ game thủ Hồng Anh và Babylon đến từ game thủ Gunny. Vâng, bãi quả đầu tiên là quá sâu dành cho Pan. Không thể tưởng tượng được làm sao nó sinh ra được cái bản đồ này, nó lại sinh ra là cái bãi quả. Vâng, nó xấu xa bỉ ổi đến cái mức như vậy. Vâng, như vậy là cầu thủ Gunny đã quyết định lý sai rồi. Vâng, 3-0 ở trong xe đấu thứ 3. 2-0 á. Chứ không biết trận này đang mà chơi có 2. Như là thôi nhá, xe này thôi nhá. Vâng, như vậy là cầu thủ Gunny đã quyết định nghỉ rồi. Vâng, tỷ số chung cuộc được